Hello, xin chào cả nhà. Đã lâu lắm rồi mình chưa có làm thử thách một màu đúng không? Nhưng mà không phải tự nhiên hôm nay mình nghĩ ra đâu nha. Hôm qua trong lúc mà mình đang dọn dẹp rất là khí thế, tự nhiên nghe tiếng của em Vector bảo: Chị, cái thử thách một màu một năm rồi chị chưa có làm lại, hay là ngày hôm nay mình đi mua sắm gì đi. Đúng ngu của chị, đi. Nhưng mà mới nhảy được có một nửa ra đến cửa mới phát hiện ra đói bụng quá à. Thôi, trở ngược lại, có cái này ăn uống cái đã. Chà, nếu mà nước màu hồng thì có một thứ rất là tự nhiên luôn, chính là nước ép thanh long. Mình sẽ cho vào trong cái máy ép chậm rồi đấy, trẹt nó ra như thế này. Còn lại cái bã thì mình sẽ xay làm sinh tố nha. Nước cực kỳ ngọt luôn cả nhà, mà còn có màu xinh ơi là xinh, mình sẽ đi làm bánh dày nha. Mình sẽ cần phải có khoảng cỡ 280g là nếp mình đã ngâm qua đêm rồi nè. Tiếp theo là 250ml nước mình cho vào trong máy, và thế là cứ bấm 2 lần chế độ 14. Và đây, nó hơi bị thiếu màu hồng một chút xíu, nên là đến khi mà sắp hoàn thành á, mình có cho thêm em nó mấy vá nữa màu hồng thì nó ra được cái kết quả như thế này, hơi kiểu hồng hồng cam cam ha. Tiếp theo thì mình sẽ dùng dầu ăn xoa trước vào tay, và mình cứ ngắt nhéo nó thành từng cục tròn như vậy. Mình để xuống với lá chuối đã có quét sẵn lớp dầu ăn rồi, và đó, để một hồi nó tự nó tròn à. Ăn chung với giò là ngon số dách. Để có thể tạo màu sắc lá cây thì mình dùng lá dứa, còn nếu mà muốn tạo màu vàng thì mình thường hay nghiền saffron ra cả nhà. Đây, ăn khi mà nó còn nóng á, hơi bị dính răng ấy nha. No bụng rồi, thần đèn ơi, cho mình đến một cái nơi nào mà toàn màu hồng. Đến đúng nơi đúng chỗ rồi nha. Hôm nay là sinh nhật lần thứ tư của Lam Thảo, bởi trong đây là có nói bạc ngàn toàn là màu hồng, rất là nữ tính luôn á. Bây giờ ngày hôm nay mình sẽ quyết định đi lượm hết tất cả những cái đồ màu hồng ở trong Lam Thảo nha. Đầu tiên sẽ là một bộ son, không có biết lấy màu gì hết, hồng nút cam đất, thôi kệ, lấy hết. Nhà Cariofi mới ra xịt bụng lưng, không có phải màu hồng nhưng thôi kệ đi, giả bộ như là màu hồng đi. Tiếp theo thì mình sẽ lấy một chai dưỡng da, mua cha là xinh quá biết bao nhiêu là bóng bóng. Tiếp theo là một bộ phấn má hồng, xong rồi còn có kim tuyến lấp lánh bling dùng để highlight nữa nè. Xinh dữ lắm cả nhà ơi, có màu này đó, test lên da luôn nha. Các thể loại phấn phủ, và đây là một em cushion của nhà Gila. Kỳ trước mình có xài rồi, bây giờ thấy ok lại tiếp tục lấy. Có Misa cũng dễ thương nhưng mà màu đỏ mất tiêu rồi. Đây là hình như là son Sugar Baby Sugar Daddy thì phải. Nghe mấy bạn quảng cáo dữ lắm cho nên quyết định mua về xài thử. Có gì mình sẽ review sau nha. Đang lớn nghe lớn ngớ thì đây có bạn nhân viên, thật ra là cô chủ shop á, đến tư vấn liền. Đây là em kem lười nha, của nhà Gaston, vừa dưỡng da vừa nâng tông nhẹ. Còn đây là mặt nạ ngủ Naruko, kiểu có hơi mùi hoa hồng, lại còn có mấy anh soái ca bên ngoài nữa, dữ ha. Chai tone up của Axe cũng chưa biết để làm gì, mà thôi cứ bỏ vô giỏ đi đã. Mấy chị em đều đã đến đông đủ à, ngày hôm nay nét diễn bất ngờ vậy thôi, chứ thật ra tụi mình đều có hẹn nhau mặc đồ màu full hồng thì sẽ được giảm tổng bill 5% đó. Xong giỏ thứ nhất, đến giỏ thứ hai, nước tẩy trang. Mấy cái này lạ, lấy hai cái. Đây là hộp dưỡng ẩm của Banobagi, nhưng mà nó có tẩm sẵn ở trong mấy cái miếng bông luôn, lạ ha, lấy về xài thử. Hãng này lạ nè, Pure Mind mà là sữa rửa mặt ngọc trai. Em này thì tinh chất Nacific Pink ABHA Serum, nghe cũng lạ. Và đây là cái quầy mà mình yêu thích dữ lắm, dù ở nhà đã quá trời toàn là mặt nạ rồi mà mình vẫn cứ phải lấy. Em Garnier này màu đỏ mất tiêu rồi, thôi bỏ lại. Em mặt nạ gấu mèo này nhất định phải lấy nha, mình dùng đến hộp thứ hai rồi đó, chuyên cho cái vùng ở dưới bọng mắt với lại vùng má. Đây là một cái em nữa, có dầu dưỡng tóc rất là bóng mượt, có mùi chanh xả. Em muối tắm này tự nhiên có mùi thơm cực kỳ thơm. Kỳ trước mình mua cái hũ nhỏ rồi, hôm nay mình sẽ đinh cái hũ to về. Em này là sữa tắm ruột của anh xã, và thêm nữa là một bình nước rửa mắt màu hồng nha. Mệt quá phải dừng lại một tí đó, nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược vẫn còn nhiều màu hồng quá mình chưa lấy hết. Nhưng mình riêng mascara với eyeliner là phải lấy của cái hãng này nha, đảm bảo không lem không trôi luôn á. Một chai nước xịt quần áo có mùi đào, còn đây là cái vùng body mist với lại các thứ lotion rất là thơm luôn nha. Lấy một hũ Vaseline tí hin và một chai son bóng, ở nhà mình chưa có cái son bóng nào cả. Rồi thôi đi thanh toán đi, mệt quá. Đây là cái bill của mình và tổng thiệt hại hết 4 bịch tất cả. Sau đó là mình còn được bốc thăm trúng thưởng nữa nè. Đi xuống dưới tưởng là hết rồi nhưng không nha cả nhà. Còn được chơi cái trò gì ném phòng á, trúng cái gì là sẽ được lấy ngay cái đó, và mình cũng được quá trời quá đất ở trên tay luôn. Và với cái bill như thế này, cả nhà đoán xem món tiếp theo mình review sẽ là gì? Đó chính là mì gói.